Thưa quý vị, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc 3 cảnh sát giao thông tại huyện Việt Yên dùng tay đánh tài xế vi phạm giao thông. Theo xác minh ban đầu, ngày 29 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 17 thuộc địa phận huyện Việt Yên, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên phát hiện một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm chở quá khổ quá tải. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, xe ô tô trên rẽ trái vào đường D thuộc địa phận xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Xe vướng barrier hạn chế chiều cao, không di chuyển được, lái xe mới dừng lại. Hình ảnh từ clip cho thấy khi ô tô dừng lại, ba chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lao lên đập cửa xe, đánh liên tiếp vào đầu và mặt tài xế. Công an tỉnh Bắc Giang nhận định tổ công tác trên đã có lời nói, hành động vi phạm điều lệnh công an nhân dân. Công an huyện Việt Yên tạm thời dừng phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đối với ba cán bộ cảnh sát giao thông này để xác minh xử lý vụ việc. Thưa quý vị, chơi hụi là hình thức tín dụng dân gian đã có mặt ở Việt Nam từ rất sớm và xuất hiện ở các xóm, các thôn hay là các làng, chợ ở phía Bắc, cũng như là một cái sự tương thân tương ái hỗ trợ bằng gạo này, bằng nông sản, gia súc hoặc là bằng tiền ở trong cộng đồng. Hình thức tín dụng dân gian này thì được hoàn toàn dựa vào tín chấp và sự thân quen ở trong nhóm cộng đồng đó. Qua hàng trăm năm thì loại hình thức tín dụng này luôn tồn tại ở khắp các hang cùng ngõ hẻm và ngày càng phát triển và đa dạng. Đây còn là một cái hình thức tiết kiệm có lãi suất cao ở trong dân gian và đã cũng giúp cho rất nhiều người có cơ hội được cải thiện cuộc sống của mình. Chính vì thế nên là đã thu hút rất là nhiều người để tham gia cái hình thức chơi này. Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên thì do là không được quản lý một cái cách chặt chẽ nên là hình thức này hiện nay thì cũng đang khá là biến tướng. Và khi mà các chủ hụi lợi dụng cái việc là huy động vốn và lòng tin của các thành viên để chiếm đoạt tài sản. Điển hình là thời gian qua trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long, nhất là ở các vùng nông thôn đã liên tiếp xảy ra rất nhiều những vụ vỡ hụi và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Biết rõ về việc chơi hụi có nhiều rủi ro, nhưng mà với việc huy động vốn nhanh và có lãi suất khá là hấp dẫn nên nhiều người đã bỏ số tiền hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu vào việc chơi hụi. Và những ngày cuối năm như thế này thì hình thức chơi hụi lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Mặc dù là các cơ quan chức năng thì cũng đã liên tục cảnh báo và đã xảy ra các vụ vỡ hụi khiến cho nhiều hụi viên là phải trắng tay và thậm chí là còn rơi vào những cảnh nợ nần. Thế nhưng mà nhiều người thì vẫn chưa xem đây là một bài học và tiếp tục trở thành những nạn nhân của những vụ vỡ hụi. Đây là bị cáo Nguyễn Tố Hương, 51 tuổi, ngụ tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hương bắt đầu làm đầu thảo từ năm 2008. Ban đầu, Hương tạo lòng tin với các hụi viên bằng việc thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của đầu thảo để hưởng hoa hồng. Nhận thấy có nhiều hụi viên tham gia chơi hụi nhưng không đến khui hụi, nên Hương đã chiếm đoạt tài sản bằng cách lập 175 phần hụi khống, tự ý kêu hốt 127 phần hụi, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng của 204 hụi viên. Điều đáng nói là trước ngày tuyên bố vỡ hụi, Hương vẫn thản nhiên nhận tiền góp hụi của hụi viên. Điều này càng gây thêm tâm lý bức xúc cho các hụi viên cũng như người dân địa phương. Tôi đóng cho bà mới có 3 bữa là 7 hụi à. Mà đóng 5 triệu 50 ngàn. Mấy tôi mới buồn quá trời, trời ơi, gầu muốn chết mà hết nổi rồi. Chơi hụi rồi vỡ hụi, điệp khúc này lặp đi lặp lại, nhưng nhiều người vẫn cứ mắc phải. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của các vụ vỡ hụi là do người dân quá tin tưởng vào đầu thảo, không tìm hiểu và nắm vững những quy định của pháp luật, nên khi vỡ hụi thì không có cơ sở pháp lý để khiếu nại, kiện chủ hụi ra tòa hoặc bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ các vụ án, mà còn gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho hụi viên. Thì giữa chủ hụi và hụi viên phải thỏa thuận bằng văn bản và văn bản phải được công chứng hoặc chứng thực nếu các bên có yêu cầu. Thì về trách nhiệm của là chủ hụi khi mà mở một dây hụi một giá trị của cái phần khui hụi một lần có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc là chủ hụi mở từ 2 dây hụi trở lên là bắt buộc chủ hụi phải làm thông báo đến Ủy ban nhân cấp xã nơi cư trú. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi, đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình chơi hụi.
Thưa quý vị, những ngày qua trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk đã có mưa lớn gây sạt lở núi, vùi lấp và làm sập nhiều nhà dân và ngập lụt nhiều diện tích cây trồng. Tính đến nay thì đã có 20 ngôi nhà tại các xã và huyện bị đất đá sạt lở từ phía sau núi sạt xuống và làm hư hỏng rất nặng. Trong đó thì có 3 ngôi nhà tại 2 thôn xã Hòa Phong đã bị sập hoàn toàn. Vâng, cũng xin được chia sẻ thêm là trước những diễn biến nguy hiểm như là chị Hoa vừa mới chia sẻ thì vừa qua chính quyền huyện Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk cũng đã cùng các cơ quan chức năng tích cực rà soát, cảnh báo và di dời người dân, đồng thời thì giúp đỡ các gia đình có nhà đổ sập, thu dọn tài sản, những vật dụng thiết yếu bị đất đá vùi lấp chuyển về những nơi an toàn hơn và chờ hết mưa để tìm một nơi ở mới. Trước đó, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, trên địa bàn huyện Krông Bông xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 180 đến 320mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên địa bàn các xã Hòa Phong, Hòa Lễ của huyện Krông Bông. Trong đó, điểm sạt lở đất tại thôn 2 xã Hòa Phong có chiều dài khoảng 400m, với hàng trăm mét vuông đất đá sạt xuống phía dưới gây hư hỏng, đổ sập hoàn toàn 3 nhà dân. Tại xã Hòa Lễ, có 3 điểm sạt lở đất với khối lượng khoảng 500 mét khối, gây hư hỏng và đe dọa đến nhiều ngôi nhà của người dân. Rất may, trước đó ngày 28 tháng 11, sau khi kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời người của 3 gia đình bị sập hoàn toàn đến nơi khác nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong nhà đã bị đất đá vùi lấp. Mưa trong cái đợt ảnh hưởng không khí lạnh này, đợt này thì mưa ngày hôm kia. Thì trong có một buổi tối thì sáng ngày là gia đình cũng đã phát hiện đất lở thì trong 4 giờ sáng nhưng cũng nhẹ thôi, nhưng mà sau tới 12:30 thì nó cũng sạt lở nhiều hơn và cũng ảnh hưởng tới nhà cửa của gia đình. Hiện tại thì đối với cuộc sống hiện tại của gia đình thì bây giờ thì nhà cửa thì cũng không ở được, đi ở nhà hàng xóm, hoa màu hoa đồng hầu hết cũng đã mất hết rồi, cũng không còn cái gì. Đến nay, huyện Krông Bông có 3 nhà bị sập hoàn toàn và 25 nhà bị ảnh hưởng nứt tường, sụt lún. Ngoài ra, mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều cánh đồng, gây hư hỏng nhiều tuyến đường. Đặc biệt, tuyến đường thôn Cư Tê đi xã Ea Rớt đã bị sạt lở nhiều đoạn, cống thoát nước bị trôi khiến xe cộ không thể lưu thông, người dân muốn ra vào thôn phải đi bộ. Làm sập 3 ngôi nhà và một số ngôi nhà khác là ảnh hưởng rất là lớn và có nguy cơ nếu tiếp tục mưa nữa. Có nguy cơ sẽ xảy ra đổ sập do cái mưa đá, đất đá đổ xuống. Trước mắt, ban chỉ huy phòng chống lụt bão cứu nạn cứu hộ của xã sẽ triển khai cái nhân vật lực tại chỗ kịp thời cùng với lại bà con nhân dân là chúng ta ứng cứu cho di dời toàn bộ các hộ dân chỗ đó và các tài sản trong nhà là chuyển đi nơi khác. Còn về lao về dài thì phía địa phương cũng sẽ tính toán đến cái việc là sẽ khoanh vùng những cái khu vực hết sức nguy hiểm là không cho làm nhà ở và có cái định hướng sẽ quy hoạch một số con đường khác, các khu dân cư khác nằm ở cái địa thế tương đối an toàn hơn để dần dần đưa dần người dân ra những cái khu đó. Đến nay, lực lượng chức năng huyện Krông Bông đã di rời gần 30 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ ngập lụt về trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, trường học, hỗ trợ 3 gia đình bị sập hoàn toàn mỗi hộ 20 triệu đồng, đảm bảo thức ăn, nước uống, không để người dân gặp nạn bị đói rét. Đồng thời, huyện này đang lên phương án để giúp dân ổn định cuộc sống sau khi ngừng mưa. Thưa quý vị, sau khi mà bổ sung thêm 2 tàu bay để phục vụ cho hành khách thì hãng hàng không Vietjet Thái Lan lại tiếp tục chinh phục được trái tim của khách hàng khi mà khai trương đường bay mới đến Chiang Mai. Đây chính là đường bay là sự kết nối giữa Nakhonsitham Marat, trung tâm hành chính miền Nam và là một trong những thành phố lâu đời nhất tại Thái Lan với thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai ở phía Bắc. Vâng, cũng xin được bổ sung thêm thông tin của chị Quỳnh Hoa, đó là với 2 chuyến bay khai trương mang số hiệu là VZ420 và VZ421 thì các hành khách sẽ được chào đón nồng nhiệt bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc và chương trình bốc thăm trúng vé ở trên máy bay. Những phần quà lưu niệm xinh xắn cũng sẽ được gửi tặng đến khách hàng có mặt ở trên các chuyến bay đầu tiên. Đường bay Nakhonsitham Marat Chiang Mai bắt đầu khai thác từ 30 tháng 11 năm 2020 với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Thời gian bay cho mỗi chặng là khoảng 1 giờ 50 phút. Chuyến bay khởi hành từ lúc 9 giờ 30 tại Nakhonsitham Marat và hạ cánh tại Chiang Mai lúc 11 giờ 20. Chiều ngược lại cất cánh từ Chiang Mai lúc 11 giờ 50 và đáp tại Nakhonsitham Marat lúc 13 giờ 45 phút.
Nhân dịp này, Vietjet Thái Lan mở bán loạt vé khuyến mại mùa đông trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 12 năm 2020 với giá vé siêu tiết kiệm chỉ từ 99 baht, khoảng 76.000 Việt Nam đồng trên toàn mạng bay nội địa Thái Lan, bao gồm Bangkok, Suvarnabhumi đến Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Sitamarat, Ubon Ratchathani, Surat Thani, đường bay Chiang Rai, Udon Thani, Phuket, Hat Yai và đường bay mới Nakhon Sitamarat, Chiang Mai. Thời gian bay từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.